Còn nữa này ông Mạn Thù Sư Lợi, nếu những hữu tình, keo tham tật đố, khen mình chê người, sẽ phải đọa vào trong ba đường ác, bao nhiêu ngàn năm chịu mọi cực khổ, chịu cực khổ rồi, ở đấy mãn hạn, rồi lên nhân gian, làm thân trâu ngựa, lừa và lạc đà, thường bị roi đánh, đói khát khổ não, lại thường mang nặng, theo đường mà đi, hoặc được làm người, vào hàng hạ tiện, làm kẻ tôi đòi, bị người sai khiến, chẳng được tự tại. Nếu xưa làm người, đã từng được nghe danh hiệu Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do nhân lành đó nay còn nhớ lại, hết lòng quy y, nhờ thần lực Phật giải thoát hết khổ, các căn thông lợi trí tuệ đa văn, thường cầu thắng pháp, thường gặp bạn lành, dứt hẳn lưới ma, đập vỡ cái vỏ vô minh u tối, cạn dòng phiền não, giải thoát dứt hết sanh già bệnh chết, yêu sầu khổ não. Phục thứ Mạn Thù Thất Lợi, nhược chư hữu tình, san tham tật đố, tự tán hủy tha, đường đọa tàm ác thú chung, vô lượng thiên tuế, thọ chư kịch khổ, thọ kịch khổ dĩ, tổng bỉ mệnh chung, lai sinh nhân gian, tác nghiêu mã, đà lư, hằng bị tiên thát, cơ khát bước não, hiệu thường phụ trọng, tùy lộ nhi hành, hoặc đắc vi nhân, sinh cư hạ tiện, tác nhân nô tỳ, thọ tha khu dịch, hằng bất tự tại. Nhược tích nhân trung, tằng văn thế tôn, dược sư lưu ly, quang như lai danh hiệu, do thử thiện nhân, kìm phục ức niệm, trí tâm quy y, dĩ Phật thần lực, chúng khổ giải thoát, chư căn thông lợi, trí huệ đa văn, hằng cầu thánh pháp. Thường ngộ thiện hữu, vĩnh đoạn ma quyến, phá vô minh sát, kiệt phiền não hà, giải thoát nhất thiết, sinh lão bệnh tử, yêu sầu khổ não. Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi, Đức Phật Thích Ca lại bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nếu những hữu tình keo tham tật đố, nếu những hữu tình keo kiệt tham lam hay ganh ghét. Keo kiệt là nói những hạng bò bò không dám bỏ tiền ra, cam tâm làm kẻ nô lệ, làm trâu làm ngựa để giữ tiền lại cho con cháu. Tham là ham lợi, ưa tích lũy tiền của, càng nhiều càng tốt, cho đến ham cả đồ rác rưởi, nghĩ rằng rác cũng có thể biến thành năng lượng. Tật đố là một loại ác tâm tiềm tàng ở bên trong, khi nó hiện ra ý nghĩ thì nó phát sinh thành lòng ghen tị, biểu hiện thành những hành động phương hại người khác, như đố kỵ người có tài năng, có trí thông minh, người gặp được phước báo, những ai được hưởng vui sướng hay gặp sự tình thuận lợi, khen mình chê người, tự khen mình và chê bai kẻ khác. Trong giới luật Bồ Tát, điều này được giảng rất kỹ càng. Nếu thực sự quý vị có điều hay, hà tất quý vị phải tự tán dương. Người khác cũng có con mắt tinh đời, quý vị hay hay dở, người ta cũng biết, cần chi phải tự khen mình. Có người tự giới thiệu rằng, quý vị biết tôi không, là một đại Bồ Tát đó, hoặc bảo, quý vị biết tôi chứ, tôi là người đã được khai ngộ, hoặc tôi có thần thông, đó là cách tự quảng cáo, tự tuyên truyền, tự tán dương mình. Còn người khác thì luôn luôn sai, không ai đúng hết. Ngay đến ông trời cũng không công bằng, đất thì thiếu từ bi, Đức Phật cũng không tốt nữa. Những người như vậy ư, sẽ phải đọa vào trong ba đường ác, đáng bị đọa vào các đường ác, xuống địa ngục hoặc làm quỷ đói, hoặc làm thân thú vật, và sẽ trải qua bao nhiêu ngàn năm chịu mọi cực khổ, vô lượng thiền tuế, thọ chư kịch khổ, bao nhiêu ngàn năm trong vòng ác đạo để phải chịu khổ, kịch khổ. Nghĩa là khổ đến cùng cực. Đó là quả báo của những ai khen mình chê người, cao kiệt, tham lam tật đố. Họ có chút đỉnh đức hạnh nào, có chút phước báo nào thì đã tiêu hết, nên mới bị khổ não như vậy. Chịu cực khổ rồi, ở đấy mãn hạn, rồi lên nhân gian. Chịu khổ não xong, hết kiếp đó trở về nhân gian, làm thân trâu ngựa, lừa và lạc đà. Làm thân trâu ngựa, lạc đà, lừa, vì lý do trong vô số kiếp họ đã ở trong ba đường ác, khổ não vô cùng trong cảnh địa ngục, nên khi lên cõi nhân thế, các chúng sanh ấy chưa thể mang thân người được, phải làm các thân trâu ngựa, lạc đà và lừa, thường bị roi đánh, đói khát khổ não, lại thường mang nặng, theo đường mà đi, thường bị chủ nhân dùng roi đánh đập, đói và khát làm cho khổ sở, lại thường phải mang nặng, cứ theo đường mà bước đi. Khi quả báo đã gần xong, các chúng sanh đó hoặc được làm người, được sanh làm người như đầu thai vào những gia đình nghèo hèn, trong cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không nơi trú ngụ, cái gì cũng thiếu thốn, tóm lại là nghèo mạt, không ai có thể nghèo hơn. Cho nên nói, sanh vào hạ tiện, làm kẻ tôi đòi, bị người sai khiến, chẳng được tự tại,
làm thân tôi đòi, làm đầy tớ như nô bộc tỳ nữ bị người sai khiến, không lúc nào được tự tại. Nếu xưa làm người đã từng được nghe danh hiệu Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai, giả sử những hữu tình ấy trong kiếp trước làm người tình cờ được nghe đến danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do nhân lành đó nay còn nhớ lại, do cá nhân lành ấy, cái chủng tử tốt ấy mà nay nhớ lại được danh hiệu của Ngài, trí tâm quy y, dùng tâm trí thành khẩn thiết để quy y Ngài, nhờ thần lực Phật giải thoát hết khổ, do thần lực của Ngài, tức oai lực của các nguyện lớn, tất cả các sự khổ não đều tiêu ma. Các căn thông lợi, cả sáu căn đều thông lợi, mắt thì sáng, mọi cảnh vật đều hiện ra minh bạch, tai thính, nên nghe âm thanh rõ ràng, mũi phân biệt hương một cách sắc bén, lưỡi nếm biết, thưởng thức mùi vị, hợp hay không hợp khẩu vị. Nói về thân thì cảm giác xúc chạm rất là bén nhạy, cái giác đó là cái biết của trí huệ, sau hết là ý và đối tượng của nó là pháp, ý duyên pháp. Trong ý thì trí huệ hiện tiền, trí nhớ thì bền bỉ một cách phi thường, trí huệ đa văn, lại có trí huệ biết nhiều đạo lý, học thức quảng bác, thường cầu thắng pháp, thường cầu học hỏi để thêm tiến bộ, không coi sự hiểu biết ít ỏi của mình là đủ, chớ không phải nói đại khái như ổ với tôi thì đã đủ rồi, nghỉ thôi. Những ai có căn lành gặp được chúng sanh của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ không lười biếng, họ thường gặp bạn lành, gặp bạn tốt, những thiện tri thức có thể giúp đỡ họ, cuối cùng có thể dứt hẳn lưới ma, vĩnh viễn thoát khỏi lưới của loài ma, đập vỡ cái vỏ vô minh u tối, phá được cái vỏ vô minh. Điều này rất là trọng yếu đối với chúng ta, bởi mục đích của người tu hành chính là phá màn vô minh, giống như cái vỏ trứng ngăn cách con gà với ngoại giới, vô minh chính là một cái vỏ nhốt con người bên trong. Quý vị ở trong vỏ kín thì đâu còn biết gì chuyện bên ngoài, quý vị hoàn toàn sống trong sự mù mờ, đầy ắp những vọng tưởng trong đầu óc, từ đó dẫn quý vị tới những hành động bất thiện. Cạn dòng phiền não, giải thoát dứt hết sanh già bệnh chết, ưu sầu khổ não, làm cho cạn con sông phiền não, thoát ly hết mọi vấn đề sanh già bệnh chết cùng những sầu bi khổ não, cho nên hằng sống trong cảnh thường lạc ngã tịnh, gọi là bốn đức của Niết Bàn. Những nét cáu giận của chúng ta thực tình chẳng phải do thức ăn mang lại, cũng chẳng phải do trời hay đất tạo ra, chẳng phải do thời tiết tác động, mà chính là do cái vô minh của chúng ta mà ra. Vậy vô minh từ đâu mà tới? Vô minh phát sinh từ lòng vị kỷ, tự tư, nó chi phối chúng ta, khiến chúng ta sanh nóng giận và phiền não. Chính vì lòng vị kỷ tự tư nên ta mới sợ mình bị thiệt thòi, bởi thiệt thòi nên cáu giận rồi tranh chấp. Nếu cả quý vị không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi thì nóng giận đâu còn nữa. Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài là một vị đại từ bi, nếu quý vị xưng danh hiệu của Ngài, Ngài sẽ giải trừ được mọi thống khổ của quý vị. Ngài vốn có nhân duyên lớn đối với chúng ta, đối với hết thảy các chúng sanh. Nếu chúng ta muốn kết duyên với Ngài, ta hãy niệm nhiều danh hiệu của Ngài và để ánh sáng của ta hợp chung với ánh sáng của Ngài. Bồ Tát Địa Tạng thì có nguyện lực lớn, Ngài không đành lòng trông thấy các chúng sanh chịu khổ nhờ nguyện lực lớn của Ngài. Nếu chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, tán thán danh hiệu, Ngài sẽ dùng thần lực dẫn dắt chúng ta chóng thành Phật quả. Có phải hai vị Bồ Tát Quán Âm và Địa Tạng đã đăng những lời quảng cáo cho chính mình trong kinh Phật chăng? Không phải, những lời đó là do Phật nói ra, là chân ngữ, là thực ngữ, chẳng phải là vọng ngữ. Chính Phật xưng tán như vậy, nên chúng ta mới biết đến nguyện lực lớn và từ bi lớn của hai Ngài. Còn nữa, này ông mạn thù thất lợi, nếu những hữu tình thích gây ngang ngược, tố nhau, kiện nhau, làm cho não loạn cả mình cả người, lấy thân miệng ý tạo thêm mãi ra bao nhiêu nghiệp ác, sự tình đắp đổi chẳng có lợi ích, mưu hại lẫn nhau, đi gọi các thần ở rừng, ở núi, ở cây, ở mả, rồi giết chúng sanh, lấy máu, lấy thịt, cúng tế bọn quỷ, dược xoa la sát, viết tên kẻ thù, làm hình kẻ thù, làm bùa chú ác để mà nguyền rủa, yểm bùa bỏ độc, hô quỷ nhập vào, thấy chết đứng dậy, sai hại mạng người và thương tổn thân của các kẻ thù. Những hữu tình ấy nếu mà được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì ác sự kia đều chẳng hại được, lần lượt tất cả đều khởi từ tâm lợi ích át vui, không còn có ý não hại hiểm thù, ai cũng vui mừng mọi vật thọ dụng, tự cho là đủ chẳng lấn của nhau, mà là cũng làm lợi ích cho nhau. Phục thứ mạn thù thất lợi, nhược chưa hữu tình, hiếu hỷ quay ly, cánh tương đấu tụng, não loạn tự tha,
dĩ thân ngữ ý tạo tác tăng trưởng trùng trùng ác nghiệp, chuyển chuyển thường vi bất nhiêu ích sự, hỗ tương mưu hại, cáo triệu sơn lâm, thụ chúng đằng thần, sát chư chúng sanh, thủ kỳ huyết nhục, tế tự dược xoa, la sát bà đẳng, thử oán nhân danh, tác kỳ hình tượng, dĩ ác chú thuật, nhi chú chớ chi, yểm mị cổ đạo, chú khởi thi quỷ, linh đoạn bỉ mệnh, cập hoại kỳ thân, thị chư hữu tình, nhược đắc văn thử, dược sư lưu ly, quang như lai danh hiệu, bỉ chư ác sự, bất tất năng hại, nhất thiết truyền truyền, giai khởi từ tâm, lợi ích an lạc, vô tổn não ý, cập hiềm hận tâm, các hoan diệt, ư tự sở thọ, sinh ư hỷ túc, bất tương xâm lăng, hỗ vi nhiêu ích. Đoạn kinh trên nói lên ý nghĩa của chánh thắng tà, của chân diệt vọng. Đức Phật Thích Ca lại bảo, còn nữa, này ông mạn thủ thất lợi, này ông mạn thủ sư lợi, nếu những hữu tình thích gây ngang ngược, nhược chư hữu tình, hiếu hỷ, quái ly, chữ quái ly có nghĩa là đi ngược với chân lý. Cái gì không hợp lý, lấy trái coi là phải, lấy phải coi là trái, lấy trắng làm đen, lấy đen làm trắng, có tính cách ngang ngạnh, cưỡng từ, đoạt lý. Nghĩa là quý vị đã vô lý, lại còn lấn lướt, lấy thế của mình để áp bức kẻ khác. Tố nhau kiện nhau, cánh tương đấu tụng, tố nhau kiện nhau, đấu tụng tức là thưa kiện nhau trước cửa quan, đánh giáng pháp đình là nơi mang lại công lý, nhưng quý vị dùng cưỡng từ đoạt lý, tuy là vô lý nhưng quý vị cố vặn vẹo để nó thành hợp lý, tức là một cách điên đảo làm mất công lý. Nếu như quý vị thua kiện, quý vị lại đi kháng cáo lên tòa trên, nếu tòa trên quý vị thua nữa, quý vị sẽ thượng cáo lên tới tối cao pháp viện, đấu tụng nó là như vậy. Làm cho não loạn cả mình cả người, cả hai bên đều không an vui. Lấy thân miệng ý tạo thêm mãi ra bao nhiêu nghiệp ác. Lấy thân miệng ý tạo thêm mãi ra bao nhiêu nghiệp ác. Cái thân thì gây ra các nghiệp ác, như giết người, ăn cắp và dâm ô. Ý thì cho khởi lên các niệm tham sân si. Còn miệng thì nói ra những lời ác độc, dối trá, theo dệt, nói hai lưỡi. Tóm lại là 10 điều ác, thập ác. Sự tạo tác cứ dần dần tăng trưởng. Không phải chỉ có một loại nghiệp ác mà rất nhiều loại, bao quát hết tất cả mọi sự tình trên thế gian này. Sự tình đắp đổi chẳng có lợi ích, mưu hại lẫn nhau, trao đi đổi lại, chuyển chuyển những điều bất lợi cho nhau để mưu hại nhau. Điều gì có thể dung thứ cho nhau thì không dung thứ, còn điều gì có lợi cho nhau thì không làm. Tóm lại chỉ nghĩ lợi cho mình, không lợi cho người. Đã vậy còn tính hại nhau, quý vị hại tôi hại quý vị. Hại không được thì nhờ tới quỷ thần, nên mới đi gọi các thần ở rừng, ở núi, ở cây, ở mả. Gọi các thần núi, thần cây, thần ở trong mồ mả. Họ lễ lại đủ thứ thần, nào thần núi, thần thổ địa, thần mèo, thần chó. Cái gì cũng lại được, thậm chí lại cả thần phân, thần nước tiểu. Vậy đó, họ vốn là những kẻ dơ giấy nên có thể lại cả những thần dơ giấy. Họ đến những nơi đó cầu đảo, khấn rằng: thần cây ơi, xin ngài linh thiêng, làm sao khiến cho nó chết ngay, tôi ghét nó lắm. Tôi lạy ngài, ngài hiển linh đi, nếu ngài giúp cho tôi, sẽ giết gà, cúng ngài, mang chuột đến cúng ngài. Họ lạy cả thần trâu, thần rắn, thần ếch nhái, thần chuột, vân vân. Họ còn gọi các cô hồn ở trong bồ mả, các quỷ ở bãi tha ma. Họ khấn, thần ơi hãy phù hộ cho tôi, đừng phù hộ cho nó là một kẻ đó đó. Giúp tôi làm cho nó chết đi, rồi tôi sẽ có một con gà cúng thần. Các tà thần này thích được ăn gà, bèn dùng các loại thần thông, quỷ thông gì đó làm cho người ta phải đau đớn. Nào đau đầu, đau miệng, đau khủng khiếp, không chịu nổi, phải lăn đùng ra chết, lợi hại như vậy. Trên những cây cổ thụ, loại đại thụ cổ, từ mấy trăm năm có các loại thần cây. Người ta bảo cây ấy thành tinh, thực ra không phải cây biến thành tinh mà là do một vong linh nương vào cây ấy. Coi cây ấy là chỗ ở, là nhà, là địa bàn trú ngụ. Từ đó người ta đến cầu đảo linh thiêng lắm. Người ta khấn trước thần cây rằng: ông phù hộ cho tôi đi, nếu kỳ này tôi trúng cá ngựa, tôi sẽ xây cho ông cái miếu. Yêu quái nghe được bèn nghĩ: ồ, được lắm chớ, vậy là nhân quả bị sai lạc rồi. Đại khái tất cả những chuyện cầu đảo xảy ra đều na ná giống như trên vừa kể. Rồi giết chúng sanh lấy máu lấy thịt, rồi giết chúng sanh lấy máu lấy thịt. Khi cầu đảo, người ta phải có lễ vật dâng lên cho thần, phải có con gà, con cá, thịt, chai rượu để hối lộ trước. Rồi khi nào lời cầu khẩn có linh nghiệm thì lại cúng giảng nữa. Các loại thần trâu, thần rắn này trông thấy có đồ cúng, có rượu, nên ăn uống say sưa, sau đó gây ra nhiều hành động cản rỡ.
Ma quỷ còn thích hối lộ như vậy nên chúng ta không lấy làm lạ rằng trên thế gian này trong số quan chức có rất nhiều kẻ tham nhũng. Cúng tế bọn quỷ, dược xoa la sát. Người ta giết thú vật, lấy thịt lấy máu cúng các loại quỷ này. Dược xoa còn gọi là dạ xoa hay quỷ bay, quỷ nhanh, quỷ đòi mạng, quỷ giữ tiền. Còn quỷ la sát thì rất lợi hại, có thần lực đáng kể và có thể ăn người. Viết tên kẻ thù, làm hình kẻ thù, có thể không hẳn là kẻ thù mà là kẻ nào quý vị không ưa. Quý vị ghi tên tuổi quý vị còn làm một hình tượng giả, rồi làm bùa chú ác để mà nguyền rủa, làm bùa chú ác để nguyền rủa. Quý vị dùng những câu chú thật là ác độc, quý vị niệm chú đại khái như mày phải chết ngay đi, ngày mai chết, không thể chờ đến ngày mốt. Chú là gì? Chú hay là chân ngôn, nghĩa là lời chân thực của cái tâm quý vị nên rất linh nghiệm. Bọn quỷ trâu thần gián đó đều là những loại dơ bẩn, chúng đã hàm lễ vật của quý vị, lại có uống rượu nữa nên gây ra đủ thứ, làm mưa làm gió, phô bày các pháp thuật của chúng, cho nên quý vị phải cẩn thận, chứ có học các pháp thuật này. Vì chưa có thiên nhãn nên quý vị không biết rằng các thứ thần này đều là đồ dơ bẩn, uống rượu ăn thịt, không có theo phép tắc gì cả. Yểm bùa bỏ độc, yểm mị cổ đạo. Yểm bùa bỏ ngải, nếu có người bị loại quỷ kiêu bàn đà, cùm hàn đà ếm, thì đến tối nằm ngủ bị nó đè không cục cựa được, không nói được, càng cố thoát thì càng bị giữ chặt. Kiêu bàn đà hình dáng giống như cái chum, cái hũ, tựa như quả bí đao. Quý vị nằm ngủ bị nó đè xuống thì không có cách gì cựa quậy được, có khi bị đè chết rất lợi hại. Cổ đạo là dùng một vật độc lén bỏ cho người, nạn nhân bị độc sẽ bị thao túng, bị sai khiến, và nếu không nghe lời thì chất độc sẽ gây ra tác hại, là cho quý vị đau đớn không chịu nổi. Hô quỷ nhập vào, thê chết đứng dậy, sai hại mạng người và thương tổn thân của các kẻ thù, làm cho thê chết đứng dậy, sai hại mạng người và thương tổn thân thể của kẻ thù. Ở Trung Hoa, vùng Vân Nam, Quảng Tây quả là có loại tà thuật này. Người ta niệm chú sai khiến cho cái thê chết đứng dậy, đi lại như thường, nhưng chỉ đi ban đêm vì ban ngày nó sợ ánh sáng, không linh thiêng nữa. Chính thê chết đó bị người ta sai khiến để đi hại mạng người, có khi làm cho nạn nhân mang bệnh. Ví dụ như trong bụng có trùng mà thầy thuốc không chữa khỏi, hoặc trong mắt có sạn, làm cho nạn nhân không nhìn thấy gì. Những hữu tình ấy nếu mà được nghe danh hiệu dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, những hữu tình ấy bị người ta ám hại, nếu được nghe đến danh hiệu của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì ác sự kia đều chẳng hại được, các điều ác trên chẳng có thể hại họ được. Các điều ác vừa nói như là yểm bùa, bỏ độc, tranh tụng hoặc các loài tà thuật khác như hồ thần núi, thần mã, các thứ quỷ, vân vân, tất cả các ác thuật này đều thành vô dụng, không còn linh nữa. Chỉ cần nghe đến danh hiệu của ngài thì hung sẽ biến thành cát, gặp nạn được cứu, mọi tai họa đều tiêu tan hết. Lần lượt tất cả đều khởi từ tâm, lần lượt tất cả đều khởi từ tâm. Những kẻ đã từng dùng bùa chú, bỏ độc hay các tà thuật cũng đổi tâm tánh, lợi ích an vui, không còn có ý não hại hiểm thù. Như vậy tất cả bọn ác quỷ, quỷ trâu thần rắn, bọn bá môn tà đạo, yêu ma quỷ quái, tự nhiên chút bỏ hết mọi phiền não hoặc lòng hiểm thù oán hận, cuối cùng ai cũng vui mừng, các cát hoan diệt, mọi người đều hớn hở vì ác đã đổi ra thiện. Mọi vật thọ dụng tự cho là đủ, chẳng lấn của nhau mà là cũng làm lợi ích cho nhau, ai ai cũng vui mừng từ bỏ tà pháp, không còn mang tâm tham, tâm tổn hại người, không lấn hạ lẫn nhau, tất cả đều tha thứ giúp đỡ, lợi ích lẫn nhau, tóm lại tất cả đều sống trong cảnh hòa bình an lạc. Còn nữa, này ông Mạn Thủ Sư Lợi, nếu có bốn chúng, Bí Xô, Bí Xô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca và những tịnh tín, thiện nam, thiện nữ, ai chịu giữ được 8 phần trai giới, hoặc suốt 1 năm hoặc trong 3 tháng chịu theo chỗ học, lấy căn lành ấy nguyện được sanh sang thế giới cực lạc ở bên phương Tây, là nơi của Đức Vô Lượng Thọ Phật, cầu nghe chánh pháp nhưng chưa quyết định, mà nếu được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời khi lâm chung sẽ có 8 vị Đại Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Các vị ấy sẽ từ trên không lạ chỉ dẫn đường đi, tự nhiên thấy mình hóa sanh ngay ở bên thế giới kia trong đám hoa quý nhiều màu sắc đẹp.
Phục thứ mạn thủ thất lợi, nhập hữu tứ chúng, bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, cập dư tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, hữu năng thọ trì, bát phần trai giới, hoặc kinh nhất niên, hoặc phục tam nguyệt, thọ trì học xứ, dĩ thử thiện căn, nguyện sinh Tây phương, cực lạc thế giới, vô lượng thọ Phật sở, thính văn chánh pháp, nhị vị định giả, nhập văn thế tôn, dược sư lưu ly, quang như lai danh hiệu, lâm mệnh thời, lâm mệnh trung thời, hữu bát đại Bồ Tát, kỳ danh viết, văn thù sư lợi Bồ Tát, quán thế âm Bồ Tát, đắc đại thế Bồ Tát, vô tận ý Bồ Tát, bảo đàn hoa Bồ Tát, dược vương Bồ Tát, dược thượng Bồ Tát, di lặc Bồ Tát, thị bát đại Bồ Tát, thừa không nhi lai, thị kỳ đạo lộ, tức ư bỉ giới, trùng trùng tạp sắc, chúng bảo hoa chung, tự nhiên hóa xanh. Ghi chú tới chỗ này, các băng ghi âm lời giảng của thượng nhân bị thâu thiếu, nên ở những đoạn chữ in màu nâu là do đệ tử bổ sung thuyết giảng, nên hai đoạn sau là do hai vị đệ tử của thượng nhân giảng thế vào. Đây là đoạn thứ nhất. Còn nữa, này ông mạn thủ sư lợi, nếu có bốn chúng. Còn nữa, này ông mạn thủ sư lợi, nếu có bốn chúng, tức là bốn thành phần sau: bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca. Bí xô là những vị xuất gia phái nam đã thọ giới cụ túc. Bí xô ni là người xuất gia phái nữ đã thọ giới cụ túc. Ô ba sách ca là nam cư sĩ tại gia, ô ba tư ca là nữ cư sĩ tại gia. Và những tịnh tín, thiện nam thiện nữ, tức những ai có tâm thanh tịnh và lòng tin, ai chịu giữ được tám phần trai giới, những ai chịu giữ tám phần trai giới còn gọi là bát quan trai giới, hoặc suốt một năm, hoặc trong ba tháng. Ba tháng là kể tháng riêng, tháng năm và tháng chín âm lịch. Các tháng này gọi là những tháng trưởng trai. Và sách kể rằng trong những tháng đó, các vị tứ đại thiên vương thường đi du hành đến Nam Thiệm Bộ Châu. Cho nên đối với những ai thọ trai vào các tháng ấy, công đức sẽ gấp bội. Chịu theo chỗ học, thọ trì học xứ, thọ trì những điều học tập về giới thanh tịnh, bát quan trai ấy, lấy căn lành ấy. Lấy căn lành này nghĩa là cái căn và cái công đức về học giới và trì giới để hồi hướng. Hồi hướng về đâu? Tức là nguyện được sanh sang thế giới cực lạc. Nguyện được sanh sang thế giới cực lạc ở bên phương Tây là nơi của Đức Vô Lượng Thọ Phật, tức Đức A-di-đà, để thính văn chánh pháp, để cầu nghe chánh pháp. Nhưng chưa quyết định, tuy các chúng sanh này có nguyện về thế giới cực lạc, nhưng họ vẫn còn do dự, chưa quyết định hẳn, nửa muốn về, nửa hoài nghi, chưa hoàn toàn quyết tâm. Mà nếu được nghe danh hiệu Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai, nếu được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư, thì khi lâm chung sẽ có 8 vị Đại Bồ Tát. Đến lúc lâm chung sẽ có 8 vị Đại Bồ Tát đến tiếp dẫn, là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. 8 vị Bồ Tát đó có các tên như đã kể trên. Các vị ấy sẽ từ trên không lại. 8 vị Bồ Tát này dùng phép thần thông đi từ trên không mà tới chỗ kẻ lâm chung, chỉ dẫn đường đi, chỉ dẫn đường đi, đi tới đâu? Đi tới cõi tịnh độ ở phương Đông, tự nhiên thấy mình hóa xanh ngay ở thế giới kia, trong đám hoa quý nhiều màu sắc đẹp. Tại cõi tịnh độ này, những người đó được hóa xanh trong sự thanh tịnh, chớ không phải xanh ra từ nơi bào thai của cha mẹ, hóa xanh ra giữa đám hoa quý với bao nhiêu màu sắc rực rỡ, hoa xanh ánh xanh, hoa vàng ánh vàng, hoa đỏ ánh đỏ, hoa trắng ánh trắng. Hoặc vì nhân ấy xanh về cõi trời, tuy xanh cõi trời mà căn lành cũ cũng vẫn chưa hết, nên chẳng phải xanh vào các đường ác, trên trời tận số thì xuống nhân gian, hoặc làm luân vương coi cả bốn châu, bài đức tự tại, an lập vô lượng, trăm ngàn hữu tình, ở trong thập thiện, hoặc xanh vào những dòng sát đế lị, dòng bà la môn, cư sĩ đại gia, lắm tiền nhiều của, kho tàng chất đầy, hình dung đoan chánh, quyến thuộc đông đủ, thông minh trí tuệ, dũng mãnh oai hùng như đại lực sĩ. Nếu là nữ giới được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư, Lưu Ly Quang Như Lai, dốc lòng chỉ niệm, thời sau chẳng phải làm thân gái nữa. Hoặc hữu nhân thử, sinh ư thiên thượng, tuy sinh thiên thượng, nhi bản thiện căn, diệt vị cùng tận, bất phục cánh sinh, trừ dư ác thú, thiên thượng thọ tận, hoàn sanh nhân gian. Hoặc vi luân vương, thống nhiếp tứ châu, uy đức tự tại, an lập vô lượng, bách thiết hữu tình, ư thập thiện đạo,
hoặc sanh sát đế lỵ bà la môn cư sĩ đại gia đa nhiêu tài bảo thương khố doanh ích hình tướng đoan chánh quyến thuộc cụ túc thông minh trí huệ dũng kiệt uy mãnh như đại lực sĩ nhược thị nữ nhân đắc văn thế tôn dược sư lưu ly quang như lai danh hiệu trí tâm thọ trì ư hậu bất phục cánh thọ nữ thân hoặc vì nhân ấy sanh về cõi trời hoặc vì nhân ấy mà sanh về cõi trời. Ở đoạn trên nói tới những ai tu hành mà có lòng có nguyện muốn sanh về cõi tịnh độ sẽ nhờ tới nguyện lực của đức dược sư mà được vãng sanh về cõi ấy. Đoạn này nói về những ai không nguyện sanh về tịnh độ cũng có thể nhờ nguyện lực của đức dược sư mà hưởng phước báo sanh về cõi trời. Tuy sanh cõi trời mà căn lành cũ cũng vẫn chưa hết. Tuy sanh cõi trời mà căn lành cũ cũng vẫn chưa hết. Sanh cõi trời cũng là một loại phước báo hữu lậu, nên bình thường khi hưởng hết phước rồi lại bị đọa lạc. Tuy nhiên đối với những ai được nghe danh hiệu của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mà sanh lên cõi trời thì căn lành cũ cũng vẫn chưa hết. Do đó họ nên chẳng phải sanh vào các đường ác, chẳng phải sanh vào các đường ác nữa. Họ không bị đọa địa ngục, không phải làm ngạ quỷ hoặc làm thân thú, mà trái lại trên trời tận số thì xuống nhân gian. Khi hết số trên trời họ lại trở về nhân gian, hoặc làm luân vương coi cả bốn châu, hoặc làm trưởng luân thánh vương coi cả bốn châu. Luân vương cũng có bốn loại, thứ nhất là kim luân vương, thống lãnh bốn đại bộ châu là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Thứ hai là ngân luân vương coi Nam, Tây và Đông ba đại bộ châu. Thứ ba là đồng luân vương coi Nam và Tây hai đại bộ châu. Thứ tư là thiết luân vương chỉ coi một bộ châu ở phương Nam. Vai đức tự tại an lập vô lượng trong ngàn hữu tình ở trong thập thiện. Các chuyển luân thánh vương đều có đầy đủ oai nghiêm, đức hạnh và tự tại, khiến cho vô lượng các chúng sanh đều được cảm hóa mà giữ được thập thiện. Thập thiện là 10 điều lành được kể ra như sau. Ba điều thuộc về thân nghiệp, không sát sanh, nghĩa là không làm hại đến danh mạng của hết thảy các chúng sanh, không trộm cắp, không lấy tài vật gì của ai, không tà dâm, tuyệt đối không có hành động dâm ô bất chánh. Bốn điều thuộc về khẩu nghiệp, không nói dối, nghĩa là không nói những lời không đúng sự thật, không nói điều ác khẩu, tức những điều độc ác, không nói hai lưỡi, tức là không nói hai lối khác nhau, cốt đẻ ly gián, không nói lời thêu dệt như dùng những lời kích động, dâm dục chẳng hạn. Nói giỡn không tránh đáng, nói đùa, nói chơi vô ý nghĩa, vân vân. Ba điều thuộc về ý nghiệp, không tham, không sân, không si, bất cứ gặp hoàn cảnh nào cũng không khởi tâm tham cầu, không có ý sân hận hay có tâm si. Ngoại trừ sanh làm chuyển luân thánh vương, những ai có căn lành nói trên có thể sanh vào các dòng cao quý như kinh văn nói, hoặc sanh vào những dòng sát đế lỵ, dòng bà la môn, cư sĩ đại gia, nghĩa là sanh trong dòng họ nhà vua sát đế lỵ, dòng bà la môn, những vị tu các hạnh thanh tịnh, hoặc sanh vào nhà của hàng cư sĩ đại gia có chánh tri chánh kiến, hoặc sanh vào các gia đình lớn có học thức thuộc loại thế gian thế gia vọng tộc. Lắm tiền nhiều của, kho tàng chất đầy, ăn suốt đời không hết, dùng không hết và mặc cũng không hết, hình dung đoan chánh, hình dung đẹp đẽ, chẳng những hoàn cảnh tốt đẹp mà thân hình cũng rạng rỡ đoan chánh, dung mạo ưa nhìn, quyến thuộc đông đủ, thân thuộc đầy đủ, cha mẹ anh em tất cả đều sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, thông minh trí huệ, thông minh sáng láng, tài cao học rộng, thông đạt đạo lý, thật là văn võ kiềm toàn, vì kinh văn nói thêm, dũng kiệt uy mãnh như đại lực sĩ, khỏe mạnh oai hùng như đại lực sĩ. Vừa rồi là nói về nam giới trong cõi nhân gian, bây giờ nói về nữ giới. Nếu là nữ giới được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, dốc lòng trì niệm, thời sau chẳng phải làm thân gái nữa, tức là đổi gái thành trai. Còn nữa, này ông mạn thủ sư lợi, khi đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc đạo Bồ Đề, do sức bổn nguyện mà ngài soi thấy các loài hữu tình mắc nhiều bệnh khổ, gầy còm co quắp, bệnh khát vàng da, hoặc bị bùa ếm, hoặc bị bỏ độc, hoặc bị chết non, hoặc bị chết uổng, ngài muốn khiến cho những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ, đều cầu mãn nguyện. Phục thứ mạn thủ thất lợi, bỉ dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc Bồ Đề thời, do bản nguyện lực quán chư hữu tình ngộ chúng bệnh khổ xấu loan cản tiêu, hoàng nhiệt đẳng bệnh, hoặc bị yểm mị cổ độc sở chúng, hoặc phục đoản mệnh, hoặc thời hoạnh tử dục linh thị đẳng bệnh khổ tiêu trừ, sở cầu nguyện mãn. Còn nữa, này ông mạn thủ sư lợi, khi đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc đạo Bồ Đề, do sức bổn nguyện
Lại nữa, ông Mạn Thù Sư Lợi, khi Đức Dược Sư đắc đạo Bồ Đề, do sức bổn nguyện của Ngài, tức là nhân vì Ngài đã từng phát nguyện trong đời quá khứ, sẽ là một vị đại y vương để có thể chữa hết thể các chúng sanh mắc phải 84.000 thứ bệnh, do đó mà phát sinh ra nguyện lực. Đặng soi thấy các loài hữu tình mắc nhiều bệnh khổ, quan sát hết thảy các chúng sanh mắc phải những chứng bệnh khổ. Các bệnh này sanh ra hoặc do tình trạng bất điều hòa của bốn đoạn đất nước gió lửa trong thân, hoặc do các loại ma quỷ gây ra, hoặc bệnh bởi nghiệp chướng, tỉ như gầy còm co quắp, bệnh khát vàng da, bệnh gầy ốm hư nhược, thân hình toàn là da bọc xương, bệnh co quắp tay chân, bệnh khát nước khô cổ, tiêu khát, bệnh vàng da, nghĩa là bao quát các chứng thương hàn ôn dịch, là do bốn đại trong cơ thể mất quân bình mà sanh ra bệnh tật, hoặc bị bùa ếm, hoặc bị bỏ độc, hoặc bị yểm mị, cổ độc sở chúng. Ai bị yểm mị thì khi nằm ngủ hay bị đè không cựa quậy được, còn cổ độc là bỏ trùng độc cho nạn nhân để dễ khống chế họ. Tỉ như tại Vân Nam hay các vùng Đông Nam Á, có một số người thường nuôi những loại trùng độc như nhện độc, rết, bọ cạp, vân vân. Họ cho tất cả vào trong một cái chậu, rồi dùng bùa chú nhốt chúng ở đấy, cho chúng ăn thịt nhau. Con nào sống sót trong cuộc tàn sát ấy sẽ chứa trong mình đủ các thứ độc, và nó chính là con vật độc hại nhất. Chủ con vật độc này sẽ sai khiến nó bằng bùa chú để đi ra hại hay gây thương tật cho những ai bị coi là kẻ thù, hoặc bị chết non, hoặc có người bị chết non đoản mệnh bởi trong tiền kiếp đã gây nghiệp sát quá nặng nên kiếp này không sống lâu, hoặc bị chết uổng hoạn tử, hoặc chết uổng mạng gọi là bất đắc kỳ tử, tỉ như bị tai nạn máy bay, đắm thuyền, xe lật, xe hơi đụng nhau, chết cháy, động đất, bão lốc, vân vân. Đức Dược Sư Như Lai thấy rất rõ dòng nhân quả của những nạn nhân vừa kể, nên Ngài muốn khiến cho những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ, điều cầu mãn nguyện. Ngài muốn làm cho những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ và những điều chúng sanh mong cầu sẽ được mãn nguyện. Lúc đó Ngài liền vào Tam Ma Địa, tên là diệt hết khổ não cho các chúng sanh. Đã vào định rồi, ở trong nhục kế phóng đại quang minh, trong đại quang minh diễn nói thần chú Đại Đà La Ni. Nam mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sát Giã Lụ Dô Thích Lưu Ly Bát Lọc Bà Hát Ra Xả Giã Đát Tha Yết Đa Gia A Ra Hắc Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia Đát Điển Tha Án Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Giã Tam Một Yết Đế Tóa Ha. Khi trong quang minh nói thần chú rồi, trái đất chấn động phóng đại quang minh, hết thảy chúng sanh bệnh khổ đều trừ, được vui an ổn. Thời bỉ Thế Tôn nhập Tam Ma Địa, danh viết trừ, diệt nhất thiết chúng sanh khổ não, ký nhập định dĩ ư nhục kế trung, xuất đại quang minh, quang trung diễn thuyết Đại Đà La Ni viết. Nam mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sát Giã Lộ Rô Thích Lưu Ly Bát Lạc Bà Hát Ra Xả Giã Đát Tha Yết Đa Gia A Ra Hắc Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia Đát Địa Tha Án Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Giã Tam Một Yết Đế Tóa Ha. Nhĩ thời quang trung thuyết thử chú dĩ, đại địa chấn động phóng đại quang minh, nhất thiết chúng sanh bệnh khổ giai trừ, thọ an ổn lạc. Lúc đó Ngài liền vào Tam Ma Địa. Lúc ấy Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai liền vào Tam Ma Địa. Tam Ma Địa Samadhi là chữ Phạn, dịch nghĩa là chánh định chánh thọ, tên là diệt hết khổ não cho các chúng sanh. Định này có tên là diệt hết khổ não cho các chúng sanh. Đã vào định rồi, ở trong nhục kế phóng đại quang minh, khi đã nhập định rồi, ở trong nhục kế của Ngài phóng ra hào quang sáng rực. Đến chỗ này là hết phần bổ túc thay thế cho phần thâu âm bị mất. Trong đại quang minh diễn nói thần chú Đại Đà La Ni, nguyên Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai muốn cứu độ các chúng sanh, giải trừ cho họ thoát khỏi bệnh tật thống khổ, cho nên trong ánh hào quang Ngài nói thần chú. Thần chú này chỉ có mấy câu rất ngắn, nhưng cái diệu dụng của nó thì vô cùng tận. Tuy nhiên, muốn được lợi ích, ta phải có lòng tin rồi chỉ tụng nó một cách chuyên cần. Đối với các y sĩ làm nghề chữa bệnh, nếu một mặt họ trị bệnh bằng thuốc, mặt khác họ lại chỉ tụng thêm thần chú này, thì chắc hiệu nghiệm nhiều hơn và bệnh tình sẽ chóng thuyên giảm. Cho nên chỉ tụng thần chú là điều rất hay, dù quý vị có phải là thầy thuốc hay không, khi gặp người có bệnh quý vị dùng thần chú này, vì họ mà đọc tụng, quý vị sẽ thấy sự kiến hiệu. Những câu chú đều là dịch âm, đọc lên không thấy nghĩa của nó, và lại cũng không cần biết nghĩa,
Diệu dụng của chú là ở chỗ không thấy nghĩa của nó. Đọc lên quý vị không hiểu gì, quý vị chỉ biết chú tâm trụng, chú tâm tụng, không có vọng tưởng gì khác, bởi đó mà nó có cảm ứng. Các câu chú này đọc lên như sau đây: Nam mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sát Giã, Lụ Rô Thích Lêu Ly Bát Lạc Bà Hát Ra Xà Giã, Đát Tha Yết Đa Gia A Ra Hát Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha Án Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Xã Tam Một Yết Đế Tóa Hà. Ví như chúng ta có thể niệm các câu trên một cách chuyên chú thì sự cảm ứng đạo giao sẽ không thể nghĩ bàn. Do đó, khi trong quang minh nói thần chú rồi, lúc bấy giờ trong ánh đại hào quang khi Đức Dược Sư nói câu chú, tức câu Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn xong, thời đại địa chấn động phóng đại quang minh, cả trái đất rung chuyển tỏa ra hào quang sáng rực. Nói về sự chấn động của trái đất thì có 6 cách sau đây: chấn, rung, hống, giống, kích, động, chuyển động, dũng, phun lên, vọt lên và khởi, nâng cao. Hết thảy chúng sanh bệnh khổ đều trừ, được vui an ổn. Tất cả mọi thứ bệnh khổ đều được giải trừ và được an vui. Này ông Mạn Thù, nếu có thấy ai, dù nam hay nữ, mắc phải bệnh khổ, thì nên nhất tâm vì người bệnh ấy tắm rửa súc miệng, tụng chú 108 lần vào thức ăn hoặc thuốc hoặc nước sạch trùng. Thời đem cho uống thì bệnh khổ gì cũng đều tiêu hết. Nếu có cầu gì dốc lòng tụng niệm cũng đều được cả. Và lại còn được sống lâu vô bệnh sau khi mệnh chung sanh sang cõi kia, được ngôi bất thối cho đến tận khi đắc đạo Bồ Đề. Bởi vậy cho nên ông Mạn Thủ ơi, nếu có nam tử nữ nhân nào mà dốc lòng cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời thượng trì chú chớ để lãng quên. Mạn Thù thất lợi nhược kiến nam tử nữ nhân, hữu bệnh khổ già, ưng đường nhất tâm vị bỉ bệnh nhân, thường thanh tịnh táo thấu, hoặc thực hoặc dược hoặc vô trùng thủy, chú nhất bách bát biến, giữ bỉ phục thực, sở hữu bệnh khổ tất giai tiêu diệt. Nhược hữu sở cầu trí tâm niệm tụng, giai đắc như thị, vô bệnh diên niên, mệnh trung chi hậu, sinh bỉ thế giới, đắc bất thoái chuyển, nãi trí Bồ Đề, thị cố Mạn Thù thất lợi, nhược hữu nam tử nữ nhân, ư bỉ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trí tâm ân trọng, cung kính cúng dường giả, thường trì thử chú, vật linh phế vong. Này ông Mạn Thù, nếu có thấy ai, dù nam hay nữ, mắc phải bệnh khổ, thì nên nhất tâm vì người bệnh ấy. Nếu có ai mắc bệnh khổ, hoặc nam hoặc nữ, thì hãy dốc một lòng vì những người bệnh ấy, tắm rửa súc miệng, thường tắm rửa và súc miệng sạch sẽ, tụng chú 108 lần vào thức ăn hoặc thuốc hoặc nước sạch trùng, rồi tụng chú 108 lần vào đồ ăn thuốc hoặc nước sạch không có trùng. Thời đem cho uống, đem cho người ấy uống thì bệnh khổ gì cũng đều tiêu hết. Tiêu hết, kết quả là hết thảy mọi bệnh đều tiêu trừ. Nếu có cầu gì dốc lòng tụng niệm cũng đều được cả, và lại còn được sống lâu vô bệnh. Nếu lại cầu một điều gì khác, thời hãy dốc lòng niệm tụng, nghĩa là theo như trên vừa nói, tụng chú cho tới 108 lần đều được như ý và còn được sống lâu vô bệnh. Đáng chết mà không chết thật là thần diệu. Sau khi mệnh chung sanh sang cõi kia, tới khi hết số chết đi thì sẽ sanh qua thế giới kia, tức cõi Lưu Ly Quang của Đức Dược Sư, được ngồi bất thối cho đến tận khi đắc đạo Bồ Đề. Qua đây sẽ không bị thoái chuyển và thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cho đến khi thành Phật. Bởi vậy cho nên, ông Mạn Thủ ơi, nếu có nam tử nữ nhân nào mà dốc lòng cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Bởi vậy cho nên, ông Mạn Thủ ơi, nếu có nam hay nữ bằng cả tấm lòng trân trọng cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời thường trì chú chớ để lãng quên, thời thường xuyên trì niệm chú Dược Sư Quán Đảnh Đà La Ni chớ để quên lãng. Còn nữa, này ông Mạn Thủ thất lợi, nếu có nam tử nữ nhân tịnh tín được nghe tất cả danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, nghe rồi tụng trì, sáng sớm trở dậy, xẻ răng tắm gội, súc miệng sạch sẽ, dâng các hoa thơm, hương đốt hương bồi và các âm nhạc cúng dường tượng Phật, rồi với kinh này hoặc mình tự viết hoặc bảo người viết, nhất tâm thọ trì lắng nghe nghĩa kinh, với pháp sư đó thời nên cúng dường sắm đủ các món đủ để nuôi thân, thầy đều cấp cho, đừng để thiếu thốn, như vậy được nhờ chư Phật hộ niệm, điều cầu mãn nguyện và được đến cả đạo quả Bồ Đề.
phục thứ mạn thù thất lợi, nhược hữu tịnh tín, nam tử nữ nhân, đắc văn dược sư, lưu ly quang như lai, ứng chánh đẳng giác, sở hữu danh hiệu, văn dĩ tụng trì, thần túc xỉ mộc, tháo thấu thanh tịnh, dĩ trừ hương hoa, thiều hương, đồ hương, tác chúng kỹ nhạc, cúng dường hình tượng, ư thử kinh điển, nhược tự thư, nhược giáo, nhân thư, nhất tâm thọ trì, thính văn kỷ nghĩa, ư bỉ pháp sư, ưng tu cúng dường, nhất thiết sở hữu, tư thân trì cụ, tất dài thí giữ, vật linh phạt thiểu, như thị tiện mông, chư Phật hộ niệm, sở cầu nguyện mãn, nãi chí bồ đà. Còn nữa, này ông mạn thủ thất lợi, nếu có nam tử nữ nhân tịnh tín, được nghe tất cả danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lại nữa, ông mạn thủ sư lợi, nếu có người nào nam hay nữ, lòng thanh tịnh và có tín tâm, nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tất cả danh hiệu của Ngài, tức là Như Lai ứng cúng, tránh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, kể tất cả là 10 danh hiệu như vậy, văn dĩ tụng trì, nghe xong rồi tụng trì.